Vâng, Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Em đang test chất âm một chiếc cục đẩy bãi xịn Eric, đẩy size 3U và đẩy 3 kênh. Model của chiếc cục đẩy Eric này là 3600. Vâng, A3600. Một model rất là cao của đẩy Eric, một thương hiệu rất nổi tiếng. Đây là đẩy hãng, chất âm cực kỳ hay. Vâng, đẩy Eric hàng bãi xịn, size 3U, mặt phay nhôm rất là đẹp. Đó, các anh ngắm nhìn này. Một bảng táp lô nằm chính giữa, 3 volume chiết áp gồm các dàn đèn báo đi theo, báo clip, báo singer, báo protect và báo activer, công tắc và tắt nguồn. Mặt phay nhôm đây là đẩy size 3U, rất là đẹp. Đó, cái mặt tiền của nó đẹp, xuất sắc luôn. Các bạn ngắm nhìn này. Đó, và tiếp theo là cái nguồn biến áp của nó, các bạn nhìn nhé, nó cao bằng cái mặt máy này. Đây là sảy đẩy size 3U, nó dày, rất là dày này. Và cái nguồn biến áp của nó là dây đồng nguyên chất và dây đồng xịn luôn, dây đồng rất là to. Hai quạt gió chạy cực kỳ mát và rất là êm. Vâng, rất là đẹp, nhiều điều tuyệt vời trong một chiếc cục đẩy Eric. Model đời cao A3600. Đẹp xuất sắc luôn. Hai cửa sổ làm mát, quạt gió chạy rất mát và rất là êm. Đó. Và tiến vào cái nội thất bên trong, các bác nhìn cái bên vỉ của nó đẹp, xuất sắc luôn, rất là mới. Các bác nhìn này, rất là mới luôn. Đây, toàn bộ cái bên vỉ của nó này, đẹp như mới luôn. Đó. Chạy tất cả 2, 4, 6, 8, 10, 12 quả tụ lọc nguồn, rất lớn. 12 quả tụ lọc nguồn còn rất là đẹp, phẳng đét luôn. 3 kênh, gồm có 2 kênh đánh full và một kênh đánh súp các bác nhá. Một kênh chuyên súp, hai kênh full. Với công suất của một kênh súp này thì các bác có thể đánh một quả súp hơi 50, đảm bảo với các bác căng đét luôn. Và hai kênh full này các bác có thể đánh hai cặp full 30. Rất tuyệt vời. Trong một cái cấu hình âm thanh gia đình hoặc là các cái cấu hình nhạc phòng trà, cà phê sân vườn. Rất tuyệt vời, chỉ cần một chiếc cục đẩy Eric này là các bác phối ghép được hoàn toàn một dàn âm thanh, rất là nhiều thiết bị, vừa súp vừa loa full. Tiếng rất hay. Một kênh chuyên súp, kênh số 1 chuyên súp và hai kênh còn lại đánh full. Đó. Máy móc đẹp như mới. Quay kỹ lại một lần nữa để các bác có thể ngắm cái miền vị của nó này. Rất đẹp, hàng zin tuyệt đối, bao zin tuyệt đối luôn. Zin từng con ốc. Đó, lát em quay phía sau các bác cùng ngắm nhìn phía sau. Cái nắp nó còn rất là đẹp luôn đấy. Tất cả khung sườn của nó này, các bác nhìn này, tất cả khung sườn này còn rất là đẹp. Đó. Mặt phay nhôm dày này các bác nhỉ. Cái mặt phay nhôm rất là dày nhá. Dây đồng này, cái nguồn này cao đúng bằng mặt máy luôn. Rất là dày, nguồn rất đẹp, rất khủng luôn. Đó. Đó là cái nội thất rất chi tiết rồi. Còn đây là phía đằng sau. Eric. Và nhá. Đây là hàng hãng, đầy đủ thông tin số lô đầy đủ hết này. Đây, hai kênh đường vào cho hai kênh full này. Và đây là đường vào cho kênh súp này, ra loa súp này. Đây là các nút chỉnh súp này, gạt này, full và súp này, rất là đẹp luôn. Tức là con này nó có kênh chuyên súp, đẹp xuất sắc. Eric A3600, rất đẹp luôn. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về chiếc cục đẩy Eric A3600 hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, các bác liên hệ điện tử Cao Phong theo hai số điện thoại, cũng là hai số Zalo 0772260096 và 0368724218. Em giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.